liên quan vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Dư luận đang đặt ra câu hỏi ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm vụ việc khi chủ đầu tư đã bán nhà rời đi từ gần chục năm trước. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9. Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường thực hiện chữa cháy và cứu hộ. Người dân trong khu vực cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có nhiều căn hộ đã bán, một số khác đang cho thuê. Ngay cả hàng xóm cũng không hề biết chủ xây dựng chung cư này là ai. Họ cho biết, người xây chung cư là người nơi khác đến mua đất, xây dựng cách đây khoảng 7 đến 8 năm và đã bán hết. Giá bán mỗi căn từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng tùy theo diện tích. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, khi đã có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, cơ quan điều tra sẽ phải vào cuộc xác minh làm rõ. Với một nhà trong ngõ nhỏ có độ cao 9 tầng và số người lưu trú lớn, rất có thể chủ đầu tư đã không xin phép phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, trách nhiệm chính vẫn thuộc về chủ xây dựng, kể cả trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm về xây dựng. Để làm rõ vấn đề, cơ quan điều tra cần vào cuộc điều tra xem nhà có xây dựng đúng giấy phép hay không. Việc thửa đất khoảng 200m², xây dựng 9 tầng và có 45 căn hộ tồn tại nhiều bất cập. Ngoài ra trách nhiệm còn ở cả cơ quan quản lý. Luật sư Tuấn Anh khẳng định nếu làm đúng sẽ không bao giờ có căn nhà như vậy tại quận Thanh Xuân. Đây sẽ là bài học để cảnh tỉnh, cảnh báo đối với tất cả các khu nhà ở tương tự.